có anh em có một cái ác là nhờ tôi đập đi xây lại, tôi xem nào có một con ác không. Từ từ các bạn có để lại lời nhắn, thầy ơi em đang có con ác 450 tỷ đội hình nhỏ đã đâu nên mong thầy đập đi xây lại cho em một tin độc lạ nhất game. Thầy cho em xem cài đặt tay cầm của thầy với. Em mới mua PS5 mà chỉnh nút xong nó không nhận. Đây có luôn em ơi, có luôn. Em chỉnh nút theo PS. Đây đây có. Đập đi xây lại. Đó, đập cái tim đi xây lại với mỗi tim độc lạ nha anh em, phải độc lạ nhất game. Bạn có lời nhắn nó gửi cho tôi như thế. Rồi ok, có lẽ là bây giờ sau khi mà anh em nhận định gác này xong rồi, chúng ta nhận gác này xong rồi, đầu tiên cái việc đầu tiên là gì? Việc đầu tiên là phải đập đi. Ôi đập đi ơi. Hôm qua em đã mơ về Pirlo spam QW cho Zambrotta và Spinazzola. Anh công nhân Gattuso gắn con rắn và cây kéo rách dây chẳng dô béo Galit Vieri và Inzaghi đá cặp nhịp nhàng. Tôi tỉnh giấc và nhận ra đó không phải giấc mơ. Về rồi à? Bản bịa con rối của Tân Bi đá. Ok, cảm ơn bản bịa nhá, nhận ra vấn đề đấy con vợ bản bịa này, nhận ra vấn đề rồi. Đó, nhận ra vấn đề rồi, ok. Tim lùn 1m70 đổ xuống, phóng và đóng. Con nào không bán được để làm nhân tố chính. Nhưng đó chỉ là trong mơ của Tân Bi Đà mà thôi. À, hay à, thằng này lại không muốn thi đấu đúng không nhỉ? Mắc luôn Gullit này, con này có bán được không? Beckham này không bán được, Beckham giữ lại luôn làm đầu tàu. Giữ lại luôn. Đó, Beckham không bán nó phát giữ lại luôn, con nào không bán được tôi giữ lại. Nào, Rijkaard. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm qua nằm mơ thấy ông thầy Buffon FC phản thầy giữ gôn Kepa kèo trái Sancho. Liệu không phải đâu, không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đấy đâu. Beckham này, giờ Beckham để lại những con nào không bán được thì sẽ là để lại những nhân tố chính. Rồi con này bán được này. ACN theo Hernandez này bán được này, con này theo này bán được, Mandy bán được. Đó, con này bán được nhá. Theo này. Ui dồi, theo giữ lại rồi, con theo này không bán được rồi, theo sao ảo ma thế, theo để lại một thời gian nữa. Tôi xem nào, Manini bán được 16 tỷ. Ôi trời ơi, Tomori này. Gattuso đã về và đang thương thảo nhà thơ BWC8 và Zambrotta BWC8. À mà thầy cần xúc con gì, Min vào em xúc nhé yêu thầy. Ui, Min vào em xúc à, xúc hộ thầy con này đâu, thầy là thằng Min thứ 81 được không? Ui, Tomori này, mấy con Milan này ảo ma đấy. Ôi trời ơi. Nào địa ơi, đánh bạn thì được, đừng có láo với thầy. Thái độ thế thì tôi không cứu được đâu. Capello à, xin cảm ơn anh em. Dô béo này không bán được này, còn là Zidane này có bán không ta? Zidane này bán được không nhở? Zidane này bán được. Zidane này bán được này. Varane này. Varane này bán được không nhở? Varane này như là cũng trôi thì phải. Ui giời ơi. Ui quả Varane này thôi, quả Varane này thôi, bỏ lại. Ui 450 tỷ nhưng mà tan ảo giá mà. Ui con này vẫn bán được. Tỏi ra nào. Thực chất là thế, vậy là mình bán được có vài con à? Thế là sau khi mà mình bán xong mình nhận lại bao nhiêu nhỉ? Từ từ. Xem nào nhìn lại, nhận lại tầm khoảng bao, đắt nhất là bao nhiêu? Đắt nhất là con Gullit có 59 tỷ. Có phiếu nhỉ? Có hai cái phiếu. Như vậy là có một phiếu 10 với cái phiếu 10, cái vậy là một phiếu 10, một phiếu 30. Khó nhỉ? Quả này hơi khoai nha, quả này build một team mà gọi là chơi mà hết ý là hơi khoai nha. Như vậy là tôi sẽ mang về biết gì. Ok. Như anh em đã bảo, bây giờ tôi sẽ chuyển BSG nhá, BSG cộng 8. Tôi sẽ build BSG cộng 8, giá rẻ. BSG cộng 8 giá rẻ, bắt đầu tôi Beckham cộng 5. Tiền đạo đầu tiên, vị trí tiền đạo tôi sẽ nào. Về mặt vị trí tiền đạo, BSG. Như vậy là Kylian Mbappé với 33 tỷ, tôi sẽ chơi vị trí tiền đạo 33 tỷ. Đó, BSG cộng 8, hay còn gọi là BSG mạ vàng. Đó, chỗ đằng sau này, chỗ tôi sẽ dùng Draxler. Con này cộng 8 này, đá con này cộng 8. Con này có mùa gì nó rẻ rẻ một tí nhỉ? 36 tỷ con này. Đó, 36 tỷ con này là cái giá hợp lý. Chúng ta sẽ tìm tiếp theo một con chạy cánh. Ôi giời ơi. Thứ 6 này em thi học sinh giỏi thành phố. Ước được thầy chúc trước khi thi mặt cười. Giấu tên đã đâu hết cho ta. Em ngày xưa thầy thi học sinh giỏi thành phố này. Gì mà thiếu thằng mặt quắt tai rơi Di Maria là hỏng. Ngày xưa thầy cũng thi học sinh giỏi thành phố đây. Đó, ngày xưa tôi này. Đó, học sinh giỏi thành phố luôn, môn thể thao điện tử. Ôi giời ơi. Thầy mua dùm em con Ander Herrera được không ạ? Em cực thích con đó. Ander Herrera. Donate cuối nha thầy yêu. Ander Herrera. Con đấy làm gì có hàng nhỉ? Con Ander Herrera này toàn mùa cũ à? Đó, con này toàn mùa cũ à? Con này không có hàng nhỉ ạ? Renato Sanchez với Ishigaye. Đấy, hoặc là con Renato Sanchez này mùa gì nhỉ? E21 này cũng không quá đắt đâu. E21 cộng 8. Rồi, Danilo Pedela. Danilo Pedela.
Rồi như vậy là tuyến giữa gần như là tuyến giữa chỉ đợi về thôi. Bây giờ là cặp tiền vệ trung tâm. À cặp trung vệ Kimbappe. Rồi mấy con này mới cộng 8 được. Kimbappe 68 tỷ con này cũng không quá đắt nhở. Con này nó chứ. Con này chơi hàng này cũng không quá đắt ta. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mình. Anh Liêm hồi xưa có ghé qua toilet của PSG để tẻ đấy. Anh Liêm ra lại nên mới. Là cộng một anh Liêm nha thầy. Anh Liêm à? Đắt nhỉ, con Edward hơi đắt thì khả năng là đóng của Messi đi. Khả năng không biết là đóng của Messi được không ta? Ngày xưa tôi cũng có thể ăn tập ở PSG đó khẩy, hướng dẫn cả MP3 cách dứt điểm luôn cơ mà. Bỏ Dallas luôn, mang về Messi luôn, phải có Messi đội hình. Mang về Messi. Messi cộng 8 đúng không? Anh em thích Messi cộng 8 thì phải, bây giờ buộc lòng phải chơi cái mùa con rẻ rẻ thôi chứ bây giờ giá trị thì anh em chỉ có khoảng 200 tỷ thôi, làm sao mà mua cái Messi cộng 8 mà đội hình xịn được. Một thằng trung vệ đã cặp cùng với Kimbappe. Cái thằng Kehoe đúng không anh? Đúng không? Có thằng Kehoe gì đó, thằng biết gì nữa. Đây có thằng này, Kehoe này. Tôi đá cộng 8 anh em, Kehoe này xem nào. Kehoe bù up 11 tỷ. Đó tầm này thôi, bây giờ mình nghèo thì chỉ có tầm này tiền thôi, 9 tỷ. Đó mình nghèo mà. Bây giờ là mình sẽ mang thêm thằng Lucas Hernandez nữa. Lucas Hernandez thằng này chỉ có 4 tỷ rưỡi anh em thấy không? Đấy. Mua bán nó là Netflix. Mua bán nó là Netflix luôn, Kuzawa nữa mùa up. Rồi Kuzawa. Cảm ơn Dương quá nhá. Em đi du học không chơi được game nhưng vẫn xem stream thầy đều. Ok cảm ơn Dương quá nhá. Thiago Silva MC. Ủa 75 tỷ tiền đâu ra mà chỉ LH thôi. LH cũng đâu đó rơi tầm khoảng 16 tỷ, 18 tỷ mới mang thằng này về. Hakimi, Arab Hakimi. Hakimi, không ổn đâu anh em ơi. Nhìn chứ không ổn đâu. Tôi đã cứ bị cuốn theo, nhất là thủ cứ chạy lên bị lủng hàng thủ và cố space chặn bóng nhưng không được đấy, dù đấy, biết đấy, lỗi đấy. Nhưng không sửa được đó. Ấy. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con này về, mang con này em về. Vui roi thay nhẹ yêu thay. Ok, cảm ơn em nha. Không, thực chất mình không bênh những Digi đâu nhưng mà kiểu là bị anh em kiểu bret nhiều quá, bắt đầu kiểu chưa lót ra được ấy. Đấy, chưa lót ra được thành ra là nó nhiều khi nó cũng có những cái bực. Bây giờ có con nào nhá, có anh em nào là múc được không nhở? Rabiot à? Rabiot. Ôi trời ơi. Djokovic đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Djokovic ạ. Tabi Tuấn Anh đang có phong độ khá tốt tại 7 TV. Đúng. Điểm mạnh của anh ấy chính là khiển rác đá phôi. Còn điểm mạnh của mình thì đơn giản hơn một tí. Cầu thủ nào mình khiển cũng đều hay cả. Cầu thủ nào mình khiển cũng hay cả, nhất là Pele Icon The Moment. nhất là những con Netflix Icon The Moment cộng 4. Cầu thủ nào mình khiển cũng hay cả. Ôi Pauleta đấy cộng đây, con này được anh. Renato con này sợ hơi khó về hàng, khả năng là mình sẽ mang con Rabiot MC cho nó bao tiền. Rabiot MC cộng 8 được khoảng bao tiền ta? 10 tỷ. Ok mang con này về đi. Con này trông 10 tỷ trông ok hơn đấy. Chỉ số nó bằng nhau mà có gì đâu. Này 6 tỷ này. Giá biết lương bằng nhau, chỉ số bằng nhau thì mua con này cho rẻ. Đấy. Mua con này cho rẻ hơn này, có 6 tỷ thôi. Rẻ nhiều luôn đấy. Ôi trời ơi. Lito đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho em cái giá Lito để có nhỉ? Sự góp mặt của Tô Cống trong đội này. Tô Cống có đá cho ấy đâu, em có đá cho biết gì đâu. Tô Cống không phải đá cho biết gì nhá. Thì ra cho vào nó sẽ bị hơi khó, nó có những cái nó không phù hợp ấy. Sợ là có những cái nó không phù hợp với cái chiến lý đội bóng, thành ra nó thế. Lương cũng nhiều phết đấy chứ nhở. Rồi, Renato, Messi, Mbappe. Đầu tàu, kiếm con đầu tàu đi. Đầu tàu sẽ là ai ta? Đầu tàu lương phải to đấy. Bản bịa là ai anh em? Bản bịa làm sao anh em không biết, anh em không biết. Nếu mà anh em không yêu bản bịa ấy, thì có lẽ là anh em không yêu bóng đá thật. Bản bịa là bóng đá. Ôi trời ơi. Lito đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Em đi cửa sau mong thầy xem xét. Torres. Torres phải bằng mọi giá đưa Torres ở đây cho tôi. Rồi. Bàn trưởng fan Arsenal đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Úi giời đất ơi, chào thầy còn nhớ em không, chắc thầy chả nhớ em đâu. Cái gì cứ tự hỏi à, trả lời. Em đang tiện đi qua khu Ocean Park thấy thầy đang có nhiều rác quá, cần em đổ hộ không? Không có, quay xe gấp thôi. Torres cộng 7 tôi nghĩ là phù hợp. Về luôn. Torres có từng có thời điểm là thử việc ở PSG nhưng không được. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Torres. Xin phép ông thầy tìm cầu thủ xíu nhé. Tomori Lon cộng 8 tôi đặt 275 y nào thương nhà cho to nha. Torres đã cho PSG. Torres ngày xưa có thời điểm đã ăn tập ở PSG nhưng không được chọn. Đó, nhưng không được chọn. Ngày xưa nhá, Torres được tập luyện rất nhiều cùng với cái thời điểm
cái lứa lứa gì nhỉ? Lứa Seth của Tabi Zé ông cha đấy, ngày xưa thời điểm ai đấy. Ai ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày Tabi. Em đùa thôi nha thầy, mãi yêu thầy. Ok, cảm ơn em nhé, cảm ơn Seth nha. Nào, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của team này, một cái team nó độc lạ, một team mà giúp cho các bạn tìm lại được cái niềm cảm hứng chơi game. Các bạn phải đá những team này này thì các bạn mới biết chắt chiu từng đồng PP, mới biết là chắt chiu từng cơ hội anh em tạo ra, thủ phải cực kỳ kỹ và tập trung. Đó, đó là lý do tại sao nhá. Đó là lý do tại sao mà anh em nên chơi những đội hình yếu, đừng chơi những đội hình quá khỏe. Cái này là tôi khuyên thật, tấm chân tình đấy, tôi khuyên bằng cả tấm chân tình của tôi luôn đấy. Là hãy đá những cầu thủ nó vừa vừa thôi và thậm chí là yếu thôi để anh em tăng tốc độ xử lý tay và tư duy của anh em. Chứ còn nếu anh em đá những cầu thủ khỏe quá thì gần như là cầu thủ nó làm đỡ cho anh em bao nhiêu việc rồi. Đó, nó làm gần đỡ gần hết cho anh em rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên, đội trưởng biết gì sẽ là dấu tên đã đâu nét cho ta. Sao không có tiếng ấy nhỉ? Sao không âm thanh vậy? Ôi giời ơi. Dương quá đã đâu nét cho Tabi 10.000 đồng. Thằng bản địa nó đòi hỏi hơi cao thầy ạ, chấn chỉnh nó ngay đi thầy. Thằng này không chết cho kỷ luật mấy lần rồi mà. Sao không có tiếng? Tôi nhớ anh em đợi tí, tắt cái tiếng, bật cái tiếng in game này. Anh Bảy ơi. Anh Bảy, anh M7. Lito đã đâu nét cho Tabi 10.000 đồng. Anh M7. Hattrick 1 lít, poker 2 lít, không nói nhiều. Ok, anh M7. Rồi. Ok. Bàn trưởng fan Arsenal đã đâu nét cho Tabi 10.000 đồng. Dâu này vút mòn một bên. Em đánh giá là chưa hay. Ghi bàn à? Rùa chứ có gì mà tự hào. Đi cái bóng đố thầy đi bóng qua 11 người xong ghi bàn thì mới hay. Mơ ta. Ui, đi cái bóng qua đến cả một rừng cầu thủ mà vẫn chưa hay à? Torres, u rủ rồi gãy tung năng rồi, còn Torres là gãy rồi tung năng rồi. Chuyển đi đâu? Ôi trời ơi. Em Po đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Với lại em là Po không phải Po nhé thầy, có đi pịa đâu mà Po mặt nớ. Em là Po à? Cái gì đó? Ben. Chấm Ben. Ok. Dương quá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Dương quá nhá. Áo số 7 cái đá cứ như người lớn ý nhỉ. Trông thật trông anh M7, anh M7 nhìn trông cứ như người lớn vậy. Fernando Torres một bàn. Đó, tiền đá. Bắt đi. Fernando Torres. Gánh, mày gánh mấy thằng này còng hết lưng rồi thật. Rồi, ok. Bây giờ nhá, làm hat-trick. Poker 2 lít, hat-trick 1 lít. Bản địa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dù chỉ còn 1.000 đồng trong tài khoản cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ suất đá chính cống hiến cho các em nhỏ vùng cao. Cảm ơn bản địa nhá. Không, nhưng bản địa để cùng với bản địa lên siêu sao khó đấy. Hai nhô. Em chào thầy. Hôm nào thầy có thể build tuyển Đức 2019 kỷ niệm một thời quái vật Timo Werner PES 2019 chấp 1.5. Hai quả xong nợ như chúa trổm được không thầy? Ok em ơi, ok Vũ ơi, được. Đó. Nào. Anh M7. M7 chuyển vào khó không cho tôi đấy ghi bàn à? Nope. Anh M... Biết thế trả lời sai thật. Biết thế trả lời sai cho xong. Beckham. Zabiot. Tempo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi giời ơi. Bản địa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cứ yên tâm, Messi. Tôi cũng mua bảo hiểm sống tiên sinh rồi, được bảo vệ cả cái chân trái nên thầy đừng lo. Đường đến siêu sao, here we go. Fedo Torres. Xin cảm ơn bản địa nhá. Không bằng TG á, TG mà múa skill gặp tôi tắt điện, nó thật anh em một câu luôn. Trời ơi, bóc cờ tôi. Hâm mộ anh M7 từ khi còn là một cậu bé, đôi chân ma thuật của anh mỗi lần có bóng khiến Tabi Tuấn Anh phải thốt lên là Uầy. Thốt lên là uầy. Sao cứ xuất ra ngoài các bạn Torres này? Ôi giời ơi. Lâm Chấn Thương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trời ơi, Torres ơi. Thầy cô lập MP3 à, hình như trận này em nó chưa được chạm bóng phát nào. Chết quên mẹ mất. Cứ để anh M10 với anh M7 với anh Torres tô cóng này anh đá hết rồi. Thôi anh làm cái hạt đấy nha, poker rồi đã. Nope. Vội, nhà có việc cho anh nhờ tí. Mẹ em bị quên ở nhà bảo đang có việc mà. Trời ơi, vội quá. Được, có phạt này. Từ từ nhá.
khó. City là cái gì? Mở 10 với chúng tôi, mở 10. Tiếc quá nhỉ. 10.000 đồng. Thầy có thể check ức team Pháp của E còn thiếu ai được ca thầy đá hoài ca lên được siêu sao anh em, được. Anh em nào có nhu cầu check các anh em cứ gửi fanpage chúng tôi. Đấy để các bạn để bạn admin bạn ấy sắp xếp lịch anh em nhé. Một bàn đánh đầu của mùng 70 ca thầy có làm được cô trả lời mau. Nhận. Nhận. Kèo nào bây giờ nhận hết. Nhận hết, không gọi là không sót kèo nào cả. Tito đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Game sau vẫn thế. Ôi Torres đá từ giờ đến đêm. Torres đá từ giờ tới đêm. Thật anh em luôn, Torres đã từ giờ đến đêm. Con pha anh 7. Anh 7 ơi. Anh mà 7. Anh mà 7. Giấu tên giấu. Anh mà 7 chân phải. Trời ơi. 10.000 đồng. Em vui do nha thay yêu thay. Ok, cảm ơn em nha, cảm ơn giấu tên nha. Chân phải làm cái 20k thì bạn bịa cái. Làm cái 23 con vợ bản 20k con vợ bản bịa cái. Nào, nhẹ nhàng làm cái chân phải. Một bàn chân phải 20k. Rồi. Ôi giời ơi. Bản bịa đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Uy tín như này có The C xuất đá chính ca. Ủa, tối nay khả năng chính. À, tối nay có Djokovic mà. Lần no. Đi. Ôi, mẹ góp lần đi kìa. Bây giờ tối nay là chích. Từ từ, tối nay là chích của kèo Lê Tô này. Chân phải. Nope. Ui, làm cái chân phải 20k nữa nhở. Torres một bàn. Đánh đầu 20k. 50k hay sao nhở. 50k, 20k thôi. Ôi trời ơi. Em Tô đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ Torres phế trò như lói. Nope. Nào, ta chút. Một bàn. Bàn trưởng fan Arsenal đội đang top 1 EPL đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy chê kèo tôi à, phải chăng do tôi không phải học sinh yêu quý của thầy? Yêu quý đâu anh em, bây giờ thầy Messi có làm đọc cô. Messi đánh đầu ghi bàn phải từ từ cho tôi vào cái thế thôi đấy chứ, anh em bình tĩnh, từ từ đừng dùng tôi cuống. Đây rồi. Bước 1. Bước 1 cái quả bóng nó đùa. Bước 1 cái quả bóng nó là đẳng cấp thế giới. Bước 1 đấy nó là đẳng cấp thế giới luôn đấy. Bàn thắng này tôi dành tặng tất cả mọi người. Lionel Messi. Nope. Sao xoáy thế? Sao Messi đã phạt xoáy thế? Quay lên anh em, quay lên đấy, lớn lên cái thứ lên xem nào. Đó, quay lên. Nope. Không ghi được bàn, không ghi được bàn cái góc lần đi nó khó thế nhở? Messi. Ôi giời ơi. Empo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chân gỗ như Torres phải cho đá CB như con vợ Lukaku thầy ạ. Rồi rồi ok là quả Ben đó, thằng này nó sảng soạng cái sao ấy. Thằng này nó hơi sảng soạng cái sao nhỉ? Rồi, làm ra chết. Trưởng fan Arsenal. Làm ra chết Torres. EPL đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tất nhiên rồi soạc làm sao được. Anh bảy bạn thân trọng tài DC trọng tài yêu quý cơ mà đâu như anh thuyền bị trọng tài ghét. Cái thuyền là anh nào? Nope. Cái thằng giam biốt. Bản địa đã donate cho tao 10.000 đồng. Rốt. Uầy. Cố lên. Torres. Fedo Torres. Một bàn hat-trick rồi. Đừng chém tao. Fedo Torres. Hai trận làm cái 6 bàn. Rồi bây giờ nhá. Bây giờ làm tí của Messi này. Làm gì á? Thằng ớt này làm gì không biết á. Phay xuống đồ, đứng yên cho phay cái. Con mẹ chân ngắn quá. Chân ngắn quá. Ôi, có Messi này, chân ngắn nó xoạc không tới luôn mà. Sút phạt này nhá, pha sút phạt này nhá.
không phải 2,8 cái lực đâu, sút phạt là bình thường. Bàn trưởng fan Arsenal đội đang top 1 EPL đã donate cho ta 10.000 đồng. Em chào thầy, lần cuối donate trong ngày vì em hết tiền rồi thầy ạ. Em thầy thấy hơn em cái đá hay lắm gái và nhiều tiền, còn cái đá pen thì cũng rất như em. Dừng ở đây, tôi nghĩ là dừng ở đây, tôi nghĩ là dừng có tên ở đây được rồi, về nick chính để tôi build của FPL thôi. Rất là cảm ơn bạn Cú Thắng nhé, cảm ơn cậu Cú Thắng đã gửi app này cho tôi, đang có tên cho cảm ơn bạn rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu gửi app thì anh em vào gửi ở fanpage Tabi Tuấn Anh Gaming cho mình nhé. Game sau vẫn thế. Không, game sau vẫn thế, không được, game sau vẫn thế thì chưa dừng rồi. Game sau vẫn thế thì chưa dừng rồi anh em ơi, thông cảm, chưa dừng được. Tú Bruno đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, hãy đưa tất cả các anh em về bờ. Thầy bấm cho em MU với chè xanh tối nay đi khầy. Tối nay MU với chồn lè bằng bóng. Tối nay nhá, sân nhà nào nhờ, sân nhà nào Tú? Sân nhà nào? Lionel Messi. Lên đây, lên đây. Lên đây, chỉnh có đi đâu? Đối mặt với anh 10, chỉnh đây, đối mặt với anh 7, chỉnh đi đâu? Em đã bảo thầy thế rồi mà thầy cứ dẫy đành đạch lên cơ mặt mếu. Thầy dẫy đâu em? Trời ơi, nó bắt được kìa. Tối nay chè xanh win rồi thầy. Man đần trật tự, thầy nghe em vào chè trừ 0.5 tối mai cái nick tấm lòng vàng của thầy sẽ thành bộ lòng vàng con mẹ nó luôn. Chủ, em mới lấy tin chuẩn. Ở đâu ra mà nhiều, ở đâu ra mà ngon thế à? Em tiền nhà cái dễ kiếm đấy nhở? Torres, Việt vị. Hay anh em cứ phang thật mạnh Djokovic anh em nhé, tiểu Djokovic không có tuổi. Chủ, vào đây vào mà phang này, vào mà phang này, vào đây phang này. Kylian Mbappe. Torres, rồi. Tô đét. Cơ sở gì bằng bóng ở sân nhà, bằng bóng nhá. Theo cái gọi lý thuyết ngày xưa của tôi được từng trải ở những người anh lớn ở cái khu vực của tôi. Tiếc lô đã bằng bóng sân nhà. Cho Tabi 10.000 đồng. Sân nhà. Hôm trước tôi sấy bản địa thì ôi trời ơi. Thiếu cháu rơi nhà tôi Pirlo Fake Marco Verratti cho PSG đánh giá chưa lính nhé thầy. Cảm ơn người ý các định nha, nhưng mà không có tiền mua đấy chứ. Các anh lớn cơ à kinh thế. Okay. Các anh 2K mấy thế? Gì mà cái anh hai cái mấy làm sao đấy không ạ? Khu công không có anh lớn à? Khu công toàn em bé à? Khu công không phải có anh lớn chứ. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Torres cộng 7 tia 2 tối bóng. Ôi, con Torres này sao sút chán thế nhở? Bạn nam tên Thái là bạn gái Tabi Min đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nope. Đây anh yêu ơi, có anh rồi. Nào có nhu cầu ạ, chụp mơ ta. Ok, cảm ơn bạn Thái, bạn Nam Thế Thái nhá. Cứng rồi, làm gì đã đủ 3 trận mét cứng. Pen. Rồi, pen. Hoàn Hiền pen. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhớ lùng nhá. Những người mất tiền vì MU là do MU muốn cho bạn một bài học không làm mà muốn có ăn chỉ có. Thầy huấn thầy bảo rồi mà. Rồi, hat-trick. Thế là xong. Thế là có hat-trick. Nhẹ nhàng. Fedor Torres. Lê Trung Hưu đã đâu nếp. À đâu mới có 2 bàn mà. Bán bịa 50k. Nhận 50 mày ăn được bát phở rồi. Thằng này giữ thằng ấy lại được cái gì đâu. 50 cũng được bát phở đấy. Torres. Mãng xà leo cánh tay đã đâu nếp cho Tabi 10.000 đồng. Fedor Torres. Mày làm gì mà cái gì ở mùa World Cup anh em. Ông cứ làm như MU không biết đá bóng ấy. Mặc dù nó đáng ngu thì ngu thật. Okay. Cái gì ấy. Nope. Lito đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Lito nha. Lito cóng lên 8-1 củ. Nhận. Tôi rất hát trích của Lito ơi. Không phải tiếc, không cần tiếc người ca tôn trọng mình. Mình là lính được cái ghệ hạng VIP ngồi xem đá bóng có phải sướng hơn không? Đùa tài ơi. Ôi trời ơi. Dương Quá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tu cụt một tay vẫn còn một tay để hốt cho thằng bàn kia nhót. Kẹo cảm ơn Dương Quá nhá, tủ xanh lá nhá. Thầy chơi quả cách ly phó chủ tịch của em à, chê cả kèo. Cách ly đâu, em cho quả kèo ghi bàn bằng đầu khó quá. Làm cái bóc cơ một cái bình tĩnh nhá, làm cái bóc cơ một cái. Chồng nó dơ cái gì, người ta bớm, tôi đét thành phố phá lưới, em lại bảo dơ, đùa. Không tình. Cảm ơn Leto nhá. Lên 8-1 củ không nhỉ. Nhận rồi. Nhận rồi mà. Nhận kèo Leto nhá. Phôi thiếu gì đâu mà anh em, thiếu gì phôi.
Lên hay không mới quan trọng, nhận mà, nó nhận nó đập luôn, Vinh nó lính chứ mà. Đập tôi lên 8 luôn thì cẩn thận. Hai thằng đần đá với nhau thì làm tài 2.75, ủa anh em cao nhỉ, mấy con vợ này cao thật đấy. Thầy cố gắng đừng thua đậm quá nhé ạ. Đâu, thầy không thua đậm đâu. Khó khó khó. Không hơi khó, không có phôi. Không có phôi. Không đẹp được. Tôi nghĩ chắc nó dừng ở đây được hết. Dừng ở đây là đẹp. Dừng ở đây là vừa xinh. Phôi 113 này. Phôi 113, Torres này bao nhiêu? Ôi giời ơi. Tùng xanh lá, xa lánh bạn nam tên Thái đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ước gì tuần nào cũng có cảm giác hồi hộp khi xem bóng như mấy anh em mân đàn, chân đèo, chứ hàng ra nhà em xem nó cứ bị thắng dễ ý thầy. Không buồn được. Tôi còn tí tình người, thật sự anh em. Tôi còn tình người trong cái gọi là trong nhân tính của tôi vẫn còn tình người với chủ app. Lito đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thôi một củ thầy không hút để người khác hút vậy. Không được thật. Tôi còn nhân tính con người trong người của tôi. Vẫn còn nhân tính. Ba vạch là lên rồi. Dừng, tôi nghĩ là dừng có tên đây em nhé. Dừng có tên đây và chuyển sang nick chính anh em nhé.